vui được gặp lại cả nhà mình trong cái video tiếp theo này của em nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục đi test bẫy cho cả nhà cùng với anh chị mình xem nha. Hôm nay thì em sẽ test hai loại bẫy này luôn nha. Loại bẫy này là loại bẫy lồng, còn loại bẫy này là loại bẫy ly. Thì hôm nay em sẽ test hai mẫu này cho cả nhà mình cùng anh chị xem hai cái mẫu này, thử xem cái mẫu nào là ok nhất ha. Thì cái này thì rẻ hơn cái này cũng vài ngàn. Thì để xem kết quả nó như thế nào mà nó lại rẻ hơn cái lồng này, cái lồng này như thế nào mà nó lại mắc hơn cái lồng này. Thì bây giờ em sẽ đi test cho cả nhà cùng anh chị mình xem luôn ha. Đây thì em cũng có chuẩn bị dế rồi nè. Cái bẫy này thì anh chị chỉ cần mở cái phen này ra thôi ha. Lấy cái ly này ra nè. Đó. Bắt vàng dế bỏ vô ha. Ngồi đây mũi quá trời luôn anh chị ơi. Ê ê ê ê. Trời ơi. Tại vì thường thường dế em rộng ở nhà trong cái thùng cái son bự á. Nay đem theo cái hũ này nè. Nó khó bắt dế ra lắm anh chị. Dế thì mình bỏ đại 3-4 con vậy đi. Không sao đâu. Trời ơi. Bắt con ra 3-4 con cả nhà ơi. Đó. Thì hồi chiến gọi á thì em test cái bẫy này nè. Em vừa bỏ dế trong ly mà vừa bỏ ngoài. Thì cũng gần đây thì cũng có một số anh em nhắn tin cho mình á, là kêu mình đi test á, đừng có bỏ dế ngoài, chỉ bỏ trong ly thôi, thử xem cái kết quả này như thế nào á. Đó thì hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của một số anh em đó ha. Đây mình chỉ bỏ dế trong ly thôi, chứ không gạt ly, không có bỏ ngoài nha. Bỏ ngoài trừ khi là những con nào con dán là con dế nó bự bự mình bỏ ngoài cho nó hấp dẫn thôi, chứ dế nhỏ nhỏ bỏ ngoài thì nó chui ra hết luôn á. Đó một cái nè. Còn cái bẫy này á cả nhà, thì ở trên đây nè, phần trên đây nè, cả nhà muốn vô mồi á thì chỉ cần banh cái này ra thôi ha. Nè banh này ra nè. Đó vô, mình bỏ dế vào rồi á, chỉ cần mình bóp này lại thôi ha. Rồi sẽ em sẽ bây giờ em sẽ đi test cái bẫy này trước, trời ơi nó chui vô đây một con luôn rồi cả nhà ơi. Cái này là nó tự chui nó tự chui vô này chứ em không có bỏ vô nữa nè. Thôi lỡ rồi để đại luôn ha. Giờ em đi test cái bẫy này trước. À, cái bẫy em để trên đống gác luôn cả nhà ơi. Để chân đống gác á, gùi quá trời gùi luôn. Để thử coi cái bẫy này hay là nó nhảy vô, hay là cái bẫy kia nó nhảy vô, nó vô nhanh hơn. Thì bây giờ em mời cả nhà cùng anh chị mình hướng mắt về màn hình ha. Anh chị mình chịu khó đợi một lát ha. Bởi vì mới đặt xuống á. Đó. Anh chị thấy không? Đó, xuất hiện ha. Đó. Gì lẹ vô dữ trời. Đó anh chị thấy cực kỳ nhạy ha. Nó nhạy dữ trời đó. Cái con dế đó hồi nãy mình để cái bẫy xem, một con dế nó bò ra ngoài đó, mà nó bò vô trong cái bẫy mình luôn. Nó chui vô trong cái bẫy luôn ha. Đó, cực kỳ nhạy luôn. Để em tua khúc này cho mấy anh chị mình xem ha.
quá quá trời, phải nói là quá trời nhại luôn ha anh chị ha. Nếu mà theo như cái bẫy này á, mà không có cái lồng ly này á, là dế mình bỏ ngoài ha. Cái thứ nhất là nó chui ra được nè, cái thứ hai nữa là con gắn mối nó vô nó ăn hết con dế ha. Rồi con thứ hai lại á, là nó không còn con dế nữa, cho nên là cái tỷ lệ nó vô là không còn nữa nha. Đó, bây giờ cho dù nó ăn một cái con dế ở ngoài đi chăng nữa, con thứ hai lại tất nhiên là nó sẽ thấy cái con dế trong cái ly mình còn nè, là nó sẽ tiếp tục vô ha mấy anh chị mình. Đó, rồi để em tiếp tục sang cái bẫy kia để em cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Rồi thì tiến tới cái bẫy này thì cái máy em lỡ để nó ánh nắng nó hơi dội nên khó có thấy được cái khúc sau á, anh chị mình thông cảm ha. Cái chỗ này thì đợt rồi mình cũng có test một lần rồi nè cả nhà, nếu mà có xem video mình á thì chắc nhớ chỗ này nè, chân chỗ đống lá khô nè, cái hồi nãy thì mình để chân chỗ cái đống rác. Cái chỗ này nó hơi dạ nắng, cái khúc sau nó hơi tối. Mấy anh chị mình chịu khó đợi thêm một lát nữa ha. Đó, đó bắt đầu anh chị xem nè ha. Chạy quýu đít hết trơn. Trời ơi, anh chị thấy chưa, cực kỳ nhanh, cực kỳ nhạy luôn, không chê vào đâu được hết trơn. Thiệt chứ, em rất tin tưởng luôn á cả nhà. Tích tắc thôi, trong vòng vài giây thôi là em nó đã vô bẫy ha. Cực kỳ nhanh, cực kỳ nhạy luôn. Để em tua lại cái đoạn này cho cả nhà mình xem thêm một lần nữa ha. Giờ mấy anh chị mình đã gõ ha. Giờ mấy anh chị mình suy nghĩ sao về hai cái mẫu bẫy này của em. Theo em là nó là quá tuyệt vời luôn rồi, không có còn gì tuyệt vời hơn nữa, cực kỳ là nhạy luôn. Đó mấy anh chị thấy ha. Đây thì em cho cả nhà xem lại hai hình ảnh mới vừa gọi nha. Đó cả nhà coi nè, xuất hiện trong vòng tích tắc thôi, trong vòng vài giây thôi là nó vô rồi. Đó, tích tắc à, đâu có lâu đâu, nó xuất hiện trong vòng vài giây, chưa được một phút đồng hồ nữa. Đó, đây cả nhà thấy không, thì trong vòng tích tắc thôi, mỗi một cái em đều thu phục được một con hết rồi này ha. Đó, thì khả năng dính như thế nào thì cả nhà cùng anh chị mình cũng đã hiểu hết rồi ha. Thì cũng đã quan sát và nhìn rõ hết rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ tiếp tục
đặt hai cái bẫy song song như thế này nè. Đó, thì em sẽ cận cảnh thêm một lần nữa cho cả nhà cùng anh chị mình quan sát thử xem bên đây nó vô trước hay là bên đây nó vô trước ha. Bây giờ thì trong cái bẫy đều có một con gắn mối hết rồi này ha. Còn bên này thấy nó bự ghê luôn ha cả nhà mình ha. Con gắn mối này mập cực kỳ luôn á. Hết hồn của gắn mối này nó mập. Con mối này mà nướng ăn là khỏi bàn luôn. Còn con này nó hơi nhỏ ha. Thì cả nhà cùng anh chị mình á có nuôi gà đá hay là chim kiển hay là có nuôi gắn hổ hành rồi đó thì cho ăn là rất là ok luôn ha. Đó. Rồi bây giờ không có để cả nhà mình mất thời gian nữa thì em sẽ đi đặt hai cái bẫy nó song song gì luôn nè. Đó, em sẽ cận cảnh cho cả nhà mình cùng quan sát rõ thêm một lần nữa ha. Đó, để hai cái bẫy song song vậy đó. Đây thì em quyết định để đây vì giờ ở ngoài thì nó nắng lên giáp hết trơn à. Có chỗ này mát nè. Em để đây đại đi ha. Rồi thì em mời cả nhà cùng với anh chị mình hướng mắt về màn hình ha để theo dõi coi nó lựa chọn cái nơi nào mà để nó đi vô ha. Để chứng minh được cái điều mà tại sao cái bẫy lồng nó lại mắc hơn cái bẫy ly. Mắc hơn là mắc cái thứ nhất là nó có cái lồng nó nhiều lưới hơn, tốn công hơn. Đó, nó mắc là mắc cái đó là một phần. Còn mắc một phần thứ hai nữa là nó cực kỳ nhạy, nó nhạy hơn cái ly khoảng vài phần trăm. Nó nhạy hơn cái bẫy mồi đựng trong ly nha cả nhà. Thì nói chung á là tiền nào thì của nấy thôi. Tiền công làm nó tốn công hơn mà nó nhiều lưới hơn. Em gửi hàng cho mấy anh chị á là cái bẫy ly á là nó cái tiền ship nó ít hơn. Còn cái bẫy mà bẫy lồng bên đây nè thì cái tiền ship nó cao hơn nữa. Đó. Thì để em chứng minh cho cả nhà cùng anh chị mình xem luôn. Thử coi cái con gắn mối nó đến khi mà nó xuất hiện nó sẽ lựa chọn cái đường nào mà để nó vô nó ăn con mồi hơn ha. Cả nhà anh chị mình gắng cố gắng đợi thêm một lát nữa ha. Mình để hai cái bẫy đây á, chứ mình ngồi cách đây khoảng 2 mét á, để mình ngồi mình quan sát luôn. Đó 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 đó, đó ảnh xuất hiện đây cả nhà ha, ảnh xuất hiện kìa. Nó xuất hiện là bên cái bẫy ly trước nha cả nhà để ý ha, nào nó xuất hiện ở bên cái bẫy ly trước nè. Đó, nó thấy con dế trong cái ly mình còn á, đó nó thấy rồi đó. Nếu mà tình trạng mà dế mà bỏ ngoài là con gắn mối đầu á là nó vô nó ăn hết dế rồi. Bây giờ nó đi ngang cái bẫy đó thì nó cũng mặc kệ thôi, nó không thèm để ý rồi. Còn cái này á, là dế trong ly mình còn nè, đó đi ngang thì nó tình cờ nó phát hiện được cái con dế trong cái ly còn nè, đó thì nó sẽ ở lại và nó tìm cái đường mà để nó vô nó ăn được bằng được cái con dế này. Anh thấy con dế nằm trong cái ly rồi đó. Đó. Lần lên trước nè. Nếu mà nó lần lên trước á, thì nó lần tới cái miệng hôm, tất nhiên là nó phải chui vô. Đó. Nhưng mà nó không chui, cả nhà thấy không? Nó đi tới trước này nó dòm, nó dòm thấy cái lồng ở đây nè, kiểu con dế nó nằm ở ngoài đầu rồi nè.
đó, nằm ngay cái đầu hôm nè, nó phát hiện con dế nằm bên đây thì tất nhiên nó phải vô đây rồi đó. Nó vô đây thì con dế chạy vô thì nó cũng gượt con dế vô luôn đó. Thì tiền nào của nấy thôi, con gắn mối thì nó cũng biết lựa chọn đúng thời điểm đúng bẫy mà để nó vô luôn á cả nhà ha. Đó, thấy không, kết quả thì nó rất là rõ rệt luôn ha cả nhà ha. Đó, anh chị thì đã giờ sớm giờ cũng quan sát rồi đó, kết quả thì 100% là cái bẫy này nó cực kỳ nhạy hơn ha. Bởi vì cái bẫy này là cái lồng của mình nè, đó thiết kế nè, mồi nó đi tới lui, còn cái bẫy đây á thì nó cũng nhạy nhưng mà nó không bằng cái này ha. Đó, thì tiền nào của đấy thôi mấy anh chị mình, thì cái mẫu bẫy này thì cũng lồng đựng mồi nhưng mà bằng ly, bẫy bên đây thì cũng là lồng đựng mồi nhưng mà bằng cái lồng này, lồng bằng lưới luôn nha, lưới chì chống xét luôn đó. Đó thì hai cái mẫu bẫy này em đưa ra cho anh cả nhà và cùng anh chị mình thì cứ lựa chọn. Thì hai cái mẫu bẫy này giá thì nó trên lệch thì cũng vài ngàn thôi, thì em cũng có nói rồi nhưng mà em không có công bố giá lên trên cái video này ha. Thì có gì thì mấy anh chị mình cứ liên hệ em cái số điện thoại trên màn hình giùm em ha. Rồi thì cái bẫy này, thì hai cái bẫy này thì mấy anh chị mà có nhu cầu mua đi bán lại thì em sẽ bỏ giá sỉ cho mấy anh chị mình luôn ha, nhưng với điều kiện là từ giá 100 cái trở lên nha mấy anh chị, thì em sẽ bớt chút đỉnh để mấy anh chị mua về bán lại nha. Những nơi mà có gắn mối mà chưa từng có cái bẫy này, em dám bảo đảm với cả nhà cùng với mấy anh chị mình luôn ha, hai cái mẫu bẫy này là tuyệt đối trên các thị trường cửa hàng bán bẫy là không có bán hai cái loại mẫu bẫy này nha. Nói chung là cái bẫy gắn mối là trên thị trường bây giờ là chưa có bán nha, chỉ có một số anh em là tự làm đặt thôi ha. Đó, giá cả thì nếu mà anh chị lấy số lượng từ 100 cái trở lên để về bán lại em sẽ bỏ giá sỉ cho mấy anh chị ha. Đó, hai con gắn mối ở đây, có một con lớn ha, một con lớn và một con nó hơi nhỏ, con ở đây thì nó nhỏ. Con này mà chừng một chục con gì đây là nướng là hai người là nhậu là phè phẳng luôn nha. Đó, nó thì nướng mọi thì khỏi chê luôn, không có chê vào đâu được chứ, thịt nó cực kỳ là ngọt luôn, nó dai dai mà nó ngọt ngon lắm. Rồi thì thành quả của em đi test hai cái mẫu bẫy này cận cảnh cho cả nhà cùng anh chị mình thì cũng đã xem rồi. Đó thì quyết định là ở cả nhà có lựa chọn mẫu bẫy này hay là mẫu bẫy này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Đó. Rồi thì video của em xin phép được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà cùng anh chị mình trong video tiếp theo của em nha. Bye bye.